Quay thử. Chụp chụp bé này, bé đang gặm đây. Đấy. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món gà nướng sa tế siêu cay. Trong cái hỗn hợp này mình có tỏi này, hành tím nè, sa tế này, miếng bột ngọt, miếng nước mắm này, hấp nữa vậy thôi, nhưng mà rất là cay nè. Có sa tế ớt, có ớt bột nữa, có riêng ớt bột rồi chét lên nhé. Ướp gà ha. Lấy tay mình là chà vậy thôi, nó thấm được. Ướp gà con này cẩn thận là hay không có xương gà đâm nữa thì thôi luôn, còn còn cái tay nữa. Gà mình là 2,5 kg nha, một chấm nướng chưa bao giờ đến chín này. Gà này là nhà ha, cả vườn. Cả vườn nuôi xong tự làm nướng này chắc hơi dài. Có cái cây sâm, sâm nâng sâm cho con gà nó thấm. Có cây sâm thì là lấy cái kéo vậy. Gà 2,5 kg. Gà này gà nòi ha, chuyên đá nồi. Sợ chừng là đá nồi. Xem miếng cá này, bỏ tay mình xâm tay vào nha. Thấy nước sốt quấn đặc ngay, tôi dùng thật thật. Lúc nào cay quá ăn thôi, mình ăn cay vô. Sả tê quấn quẹo quẹo phê tôi rồi. Lúc gà chừng nửa tiếng các bạn, rồi mình đi đốt than thôi. Con gà sau khi ướp xong rồi, đẹp ha.
Giờ là 2,5 kg nha. Đó. Và chế đã giờ là ướp xong rồi đó. Lật qua đây. Chà 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 miếng. Lật lại. Đủ nó thôi của nó bự. Ngon không? Mặt kia xuống. Mày sát vô kìa mà.
mỡ nó chảy xuống kìa. Thơm từng thứ thịt